大家好, xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 8 của giáo trình Hán ngữ 1 với tiêu đề 你吃什么? Bạn ăn cái gì? Và chúng ta bắt đầu học thôi. Đầu tiên, chúng ta cùng nhau đi vào phần bài khóa. 中午你去哪儿吃饭?我去食堂。你吃什么?我吃馒头。你要几个?一个。你吃吗?不吃。我吃米饭。你喝什么?我要一碗鸡蛋汤。你喝吗?不喝。我喝啤酒。这些是什么?这是饺子。那是包子。Tiếp theo, chúng ta cùng nhau sang phần thứ hai, đó là phần từ mới. Từ đầu tiên, trung ngủ, nghĩa là buổi trưa. Và mình có các buổi khác trong ngày, đó là sang ngủ, buổi sáng, xia ngủ, buổi chiều, và quảng sang là buổi tối. Từ tiếp theo đó là chư, chư có nghĩa là ăn. Ví dụ, nǐ chī shěn mě, nǐ chī shěn mě, bạn ăn gì? Zhōng wǔ tā chī shěn mě, zhōng wǔ tā chī shěn mě, buổi trưa cô ấy ăn gì? Và mình có tính từ hǎo chī, đó là ngon. Từ tiếp theo, fàn, fàn đó là cơm hoặc là bữa cơm. Ví dụ, 我吃饭, 我吃饭, tôi ăn cơm. 中午, 你去哪吃饭? 中午, 你去哪吃饭? Buổi trưa, bạn đi đâu ăn cơm? Chúng ta sang từ tiếp theo, đó là 食堂. 食堂 là nhà ăn. Ví dụ, 我去食堂吃饭, 我去食堂吃饭. Tôi đi nhà ăn ăn cơm. Hoặc, 这是学校的食堂. 这是学校的食堂. Đây là nhà ăn của trường học. Từ tiếp theo, mán thọ. Mán thọ, đó là bánh hấp. Ví dụ, 我吃馒头. 我吃馒头. Tôi ăn bánh hấp. Mán thọ, hẳn khảo chư. Mán thọ, hẳn khảo chư. Bánh hấp rất ngon. Từ tiếp theo, mì phạn, đó là cơm. Ví dụ, 我吃米饭, 我吃米饭, tôi ăn cơm. Và mình có từ mì, mì, đó là gạo. Từ tiếp theo, yào, yào, là động từ có nghĩa là muốn hoặc là cần. Ví dụ, 你要吃什么? 你要吃什么? Bạn muốn ăn gì? Hay, 你要喝什么? 你要喝什么? Bạn muốn uống gì? Từ tiếp theo, cửa. Cửa, đó là lượng từ, có nghĩa là cái, con, vân vân. Ví dụ, 你要几个? 你要几个? Bạn cần mấy cái? Và mình có cấu trúc đó là số từ cộng lượng từ cộng danh từ. Thì trong trường hợp này cửa là lượng từ nên mình có ví dụ. Ý cửa mán thọ. Ý cửa mán thọ. Một cái bánh hấp. Hay san cửa rấn. San cửa rấn. Đó là ba người. Từ tiếp theo. Quản. Quản. Là danh từ và lượng từ có nghĩa là cái bát hoặc là bát. Và mình lại áp dụng cấu trúc vừa rồi, đó là số từ cộng lượng từ cộng danh từ. Thì khi quản là danh từ thì mình có ví dụ ý cửa quản. Ý cửa quản đó là một cái bát. Thế còn khi quản là lượng từ thì mình có ví dụ y quán mì phạn. Y quán mì phạn đó là một bát cơm. Từ tiếp theo, chi tàn. Chi tàn đó là trứng gà. Ví dụ, ý cửa chi tàn, ý cửa chi tàn, một quả trứng gà. 我吃一个鸡蛋, 我吃一个鸡蛋,
Tôi ăn một quả trứng gà. Chúng ta sang từ tiếp theo đó là thang. Thang là canh. Ví dụ, y wǎn qī dàn tāng, y wǎn qī dàn tāng, một bát canh trứng gà. Nǐ hē tāng bǎ, nǐ hē tāng bǎ, bạn uống canh đi. Từ tiếp theo, pǐ jiǔ, pǐ jiǔ, đó là bia. Ví dụ, wǒ hē pǐ jiǔ, wǒ hē pǐ jiǔ, tôi uống bia. Và mình có từ jiǔ, jiǔ, đó là rượu. Và chiều ba là quán ba. Từ tiếp theo, y xie, y xie, đó là một số, một ít hoặc là những, và thường cộng với danh từ đếm được ở phía sau. Ví dụ, y xie shu, y xie shu, một ít sách, hay y xie mán thọ, y xie mán thọ, một ít bánh hấp. Từ tiếp theo, chửa xie, chửa xie, đó là những cái này. Ví dụ, chửa xie shì shěn mò, chửa xie shì shěn mò, những cái này là gì? Và nà xie, đó là những cái đó. Ví dụ, nà xie rěn shì wǒ péng yǒu, nà xie rěn shì wǒ péng yǒu, những người đó là bạn của tôi. Từ tiếp theo, chǎo zì, chǎo zì, đó là bánh chảo. Ví dụ, chè shì jiǎo zì, chè shì jiǎo zì, đây là bánh chảo. Wǒ hěn xǐ huān chī jiǎo zì, wǒ hěn xǐ huān chī jiǎo zì, tôi rất thích ăn bánh chảo. Từ tiếp theo đó là bào zì, là bánh bao. Ví dụ, chè xiē shì bào zì, chè xiē shì bào zì, những thứ này là bánh bao. Hay, wǒ chī yī gè bào zì, wǒ chī yī gè bào zì, tôi ăn một cái bánh bao. Và từ cuối cùng đó là miàn tiáo, miàn tiáo, nghĩa là mì sợi. Ví dụ, wǒ chī miàn tiáo, wǒ chī miàn tiáo, tôi ăn mì sợi. Và mình có danh từ miàn bào, miàn bào, đó là bánh mì. Và như vậy là chúng ta đã học xong từ mới của bài ngày hôm nay. Sau đây thì mình cùng nhau ôn tập lại từ mới. Mời các bạn đọc theo mình một lượt. Trung ủ, chư, phạn, sứ tháng, mán thộ, mì phạn, yào, cửa, quản, chi tàn, thang, phí chiểu, y xie, trở xie, nà xie, chảo zì, bao zì, miên tiáo. Và sau đây thì mình cùng nhau nghe lại bài khóa, đọc lưu loát, học thuộc và dịch bài khóa sang tiếng Việt. Trung ủ, nì chú nà chú phàn? Wǒ qù shí tǎng. Nì chú shěn mě? Wǒ qù mán tòu. Nì yào jǐ gè? Yǐ gè. Nì chú mě? Bù chú. Wǒ qù mǐ fàn. Nì hě shě mě? 我要一碗鸡蛋汤，你喝吗？ 不喝，我喝啤酒。这些是什么？这是饺子，那是包子。Và như vậy là chúng ta đã học xong bài số 8 của giáo trình Hán ngữ 1. Các bạn nên dành thời gian ôn tập lại từ mới, đọc lưu loát bài khóa cũng như là làm bài tập ở cuối mỗi bài. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Xin chào tất cả. Chào tạm biệt.